Rồi ok. Thường thường thì mọi người vẫn nói là thứ bảy máu chảy về tim. Hiện tại bây giờ và ngay lúc này tại sân ring của công viên sở, nhóm tác nghiệp của chúng tôi đang có mặt ở khu vực xích đu vòng. Vâng, xin mời, trân trọng kính mời mọi người chúng ta cùng hướng mắt về khu vực xích đu vòng. Trước mặt ống kính của chúng tôi là Tiến Đạt, một trong những xích thủ thường xuyên tập luyện và sinh hoạt tại khu vực xích đu vòng. Nào, anh ấy đã chuẩn bị lên dây, được sự động viên và cổ vũ của rất nhiều người khi đến tham quan và du lịch tại công viên sở. Anh ấy đã đang lên trên dây và lan tỏa cống hiến một môn thể thao có 102, đó là xích đu vòng. Anh ấy trao qua, xong anh ấy lại trao lại. Quá đẹp, quá tuyệt vời. Đúng rồi, anh ấy đang lan tỏa cho tất cả những khách tham quan và du lịch khi đến công viên sở một môn thể thao có 102, đó là xích đu vòng. Úi dồi ôi, quá đẹp, quá tuyệt vời. Lâu lắm tôi mới được chiêm ngưỡng một xích thủ thực thụ. Anh ấy có những đường bay, những bước đu dây thật là uyển chuyển và đẹp mắt. Quá đẹp, anh ấy xứng đáng là truyền nhân của Nguyễn Phúc Bình. Đúng, Tiến Đạt là con trai của Nguyễn Phúc Bình. Đúng là hổ phù sinh hộ tử. Quá đẹp, quá tuyệt vời. Qua đây, anh ấy trao qua trao lại. Quá đẹp được không? Quá được, quá tuyệt vời. Úi dồi ôi, thế này đúng là thể thao còn cao hơn cả thế nữa. Quá đẹp, quá tuyệt vời. Úi dồi ôi. Qua đây, một vòng là cái gì? Tiến Đạt đã nói với tôi là anh không đu thôi. Anh đã đu là phải 3-4 vòng. Qua đây con, được không? Được không? Quá được, quá tuyệt vời. Úi dồi ôi. Sau đây là hình của Tiến Đạt sẽ được truyền lên YouTube. Chú tin rằng có không thể những 1 triệu mà hàng chục triệu người xem và like cho Tiến Đạt. Quá đẹp, quá tuyệt vời, được không? Chắc chắn là được. Úi dồi ôi. Tiếp tục, cố lên, cố lên. Thể thao còn cao hơn thế nữa. Được không? Được không? Trái 20 lại không đu được. Sau đây là Tiến Đạt đi này. Thì Tiến Đạt không những lấy một vợ, khi phải 2-3 vợ nên. À, quay đây nào. Quá đẹp. Khi nào mà Tiến Đạt cảm thấy là mệt thì Tiến Đạt dừng lại nhá. Thôi để dừng lời tại đây, một lần nữa anh xin gửi lời kính chúc sức khỏe tới toàn thể anh em, bạn bè cũng như toàn thể mọi người đang có mặt tại sân ring công viên sở một ngày mới. Sức khỏe, hạnh phúc và bình an. Chào.